Vương ai cắt tóc cho nhìn đẹp trai thế? Bố. Thế còn đâu bố ai cắt tóc cho? Bố. Là em à? Không, bố đi quán tự cắt, mình cắt cho. Tưởng hai bố cắt hai bố con cắt tóc cho nhau. Không. Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Feng. Hôm nay Feng lên thăm ông ngài với cả cô dở. Hôm trước là Feng có nhận được tiền của chú Chiêm, cô Hằng và cô A Linh, gửi tổng là 19 triệu. 19 triệu đấy thì giúp cho nhà chị máy mù là 14 triệu để làm nhà. Còn đâu là 5 triệu và 200 nghìn thì là sẽ là giúp là như sau. Ông ngài là 1 triệu mua đồ ăn đấy, nhà bà máy 1 triệu mua đồ ăn, và 1 triệu cho cô dở là 3 triệu, và 1 triệu là mua đồ ăn cho chị máy mù, và 1 triệu 200 nghìn cho Feng Feng, tổng là 5 triệu 200 nghìn. Hôm nay Feng lên để thăm ông ngài, bởi vì mấy hôm nay là Feng thấy là ông đi thu ngô đúng không, dọn có lương. Bây giờ chưa, sáng nay chưa bảo có lúc ông có ở nhà hay không. Tối hôm qua anh bảo bố rồi mà. Bảo bố rồi. Thì chắc là bố bảo ông sẽ ở nhà rồi. Đây là đồ đạc là Feng mua đây, nhưng mà đi đến đây là Feng bó tay bó chân rồi, Feng không thể đi được, nên là phải cần sự trợ giúp của con của anh Hồng, con của anh Bí Thư của thôn này. Đây em Vương. Đấy. Bây giờ nhiều này thì chắc là phải 2 chuyến. Đấy, một chuyến là đi lên ông ngài trước, sau đó là tiếp tục là quay về đây. Đấy, không chở được tất lên trên nhà ấy. Đây nữa em, đây, sữa Fami này. Ông là cứ tặng ông một thùng Fami uống cho nó mát. Gạo em ạ. Gạo mì nữa cơ. Feng cũng trân trọng, cảm ơn cô Hằng này, cô A Linh này, chú Chiêm là đã gửi tiền giúp cho bà con nhân dân. Đặc biệt là chị máy được hẳn 14 triệu để giúp làm nhà, tin cực kỳ vui cho chị máy. Và ông ngài, cô dở, đây em, mì tôm này, đủ chưa nhỉ? Thịt chưa? Lấy thịt chưa? Đấy. Phe mua thịt này, thịt xay này, cá hộp này, đấy, mua bánh kẹo này, mua sữa này. Đấy, mua bánh, cái bánh bánh tẻ ấy. Ông rất là thích ăn bánh tẻ ấy. Đấy, đây cái phần này còn lại là tí nữa Feng với cả em mới lên, để chỗ này là nhà của cô dở, cô dở thì đi sau. Đây, hóa đơn Feng mua đây. Đấy, cho nhà ông ngài đây. Ông ngài là gạo một bao 140 nghìn, mì là 80 nghìn, thịt lợn xay là hai đây. À đâu, thịt hộp chứ, thịt hộp xay này là 280 nghìn, là 10 hộp, 28 nghìn một hộp. Đây, một có một bánh bóng bánh xà phòng 13 nghìn. Đấy, còn bánh kẹo là 135 nghìn, một thùng Fami là 140 nghìn, tổng là 788 nghìn, 788 nghìn 800 nghìn, 788 nghìn. Và Feng mua 2 cân thịt lợn nữa là 260 nghìn. Đó là hết hơn 1 triệu một tí. Bây giờ là Feng phải đi tăng bo xe với cả em Vương. Không thể chở được nữa đúng không? Chở thì vẫn chở được. Nhưng mà đủ hết không? Chở thì... Nhưng mà nên đến trường mình không có chỗ gửi. Thôi cứ đi nhầy. Anh phải đi bộ một đoạn ấy. Nào mới nào anh không phải đi bộ chứ. Bắt anh đi bộ thì không được rồi. À, đi. Xem còn thiếu gì không nhỉ? Từ từ nhé. Chắc thịt, cá, bánh, kẹo. Ok, được rồi, đầy đủ rồi. Đi. Ây da. Sắp hết chỗ ngồi rồi. Cố ấy. Trời mấy hôm nay nắng quá các bác ạ. Cái đường này là thực ra ở đầu trên này các bác ạ, có một cái đoạn nó bị lở khá là to, nên là Feng
không dám đi ô tô lên. Hôm qua Phương làm gì vậy? Hôm qua lên hộ khẩu cấy. À thế à? Cấy ở trên đán dầu á? Đán dầu ba. Ở dưới bé. À. Đoạn này bé, ui Vương Vương. Chào nhá. Chào nhá. Cua quả đấy hết hồn hết vía đấy em ạ. Căn bản ở bên kia nó vỡ cái đường ấy. Vợ Vương đang ở đâu rồi? Đang làm đâu? Đang ở nhà. Ở trên nán hay ở dưới nhà? Dưới nhà. Thế còn mẹ? Mẹ đi hộ chú Bảy Ngôn. Hôm nay là có chợ phiên các bác ạ, chợ phiên ở xã Kim Ninh. Hôm nay là chủ nhật, sáng chủ nhật. Chợ đấy là chỉ họp một ngày duy nhất đúng không em? Vâng, mới chủ nhật. Chỗ này mới đổ ạ? Mới đổ. Đấy. Chỗ này hôm nào mà mưa to nước như cái thác luôn. Đoạn này mới là khó đi này. Nhá. Yeah. Đoạn này kia vậy. Đoạn này nó cua gấp này. Đấy, đấy. Nhà Vương là ngô khô là mang về dưới nhà chứ? Để trên điều. Để trên nèo hết à? Ở trên này nhìn xuống dưới cao lắm các bác. Dưới trung tâm xã kìa. Nhìn đến tẹo tẹo tẹo. Trên này có một đôi vợ chồng đang trồng, đang cấy lúa. Vừa nãy đi qua nhìn thấy người yêu cũ của Pây Hầu, me me. Không biết là tên là gì nhỉ, Vương nhỉ? Em cũng chẳng biết được. Vừa nãy thấy dắt hai con trâu đi. Cái đoạn kia là đang không biết là có đi được không. Rồi cho anh đi bộ cho nó đi được. Yên tâm. Đấy, hả hả hả? Được. Hả được đấy. Ôi trời. Ôi trời. Thôi thôi Vương, 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 Vương. Thôi thôi thôi. Thôi các bác. Đảm bảo tính mạng an toàn bạn. Rồi đi đi. Đường này mà. Ấy, ấy. Ấy. Đường này nước nó chảy ra đường các bác ạ. Với cả chỗ này nó là đá, đá học nên là nước nó chảy ra đường thì nó chỉ trơn thôi, chứ còn đâu nó không bị xói mòn gì đi cả. Từ đây vào trong nhà ông Ngài khoảng 1 km nữa, một cây số đường nữa các bác. Đây, ông Ngài là cứ ở biệt lập ở trên này thôi, không đi chợ và cũng không xuống quán xuống xã gì cả, cứ biệt lập ở trên này. Ai giúp ai cho được cái gì thì phải mang đến tận nơi, không là ví dụ như kiểu muốn ra nhà anh Hồng là phải có người đón. Ông ít ra ngoài này, còn ông đi lương đi đồi thì cũng rất là giỏi. Một mình nọ mọ đi lên đán, gần đến đán dầu ba hai luôn các bác. Nên trồng ngô với cả lấy củi. Ông bảo là củi ở dưới thấp thấp này để cho mấy thằng nó bé bé thanh niên nó lấy, còn ông già ông lấy ở trên. Vẫn còn nhường trẻ con ấy. Đường này hai xe máy tránh nhau hơi khó. Nhà Vương thu hết ngô chưa? Chưa. Bao giờ mới thu? Chắc là đến tuần này mới thu được. Một tuần nữa nó mới chín á? Mới già. Bây giờ già. Chưa. Đang có việc nhiều quá. Con trâu này nó không biết tránh nhỉ? Hello. Xin chào nha. Ấy.
đường mà nó không mưa các bác đi nó còn đỡ, đường này mưa đi khó lắm, mấy lần trời mưa Phèng đi đường này với cả đi vào nhà bà máy chỗ nhà cô dở ấy, có lần là anh ấy ở Vương đi còn phải chặt cái cây nhỉ, phát đường. Cái đường này đi còn dễ hơn đường bà máy. Đường bà máy đi khó hơn nhỉ. Cẩn thận nhá. Lại không được phép sai đâu. Sai là dưới này là vực thẳm này. Sắp rụng cuống tim rồi. Này view chắc kệ em rơi ở đây, rơi ở đây rồi á à? Ừ. Rơi ở đây sâu lắm ấy, chắc là lúc đấy mới tập đi à, mới tập đi chở củi xong là cái củi nó dài quá đường nó hẹp quá, thế là rơi xuống có làm sao không? May quá nhỉ. Xe cũng không sao à? xe bình méo hết, méo bánh sốc. Đấy, các bác đến khu biệt thự Đồi Ngô. Đấy, khu nhà ông ngài ấy rồi. Nhà me me ở góc đây. Bây giờ là phải vác đồ sang. Con đường này đi lên Đán Dầu 2 các bác. Có lần là Phèng vác cái tấm pin năng lượng mặt trời ấy, đi lên đây. Đấy, đi theo đường mòn bé bé này. Vượt qua dãy núi tít lên trên kìa. Để anh ấy cho, anh ôm một phần cho. Bảo là mua nhiều đồ lên đây cho ông ngài với à thì cũng khó chở, ví dụ mua thêm đồ nữa một phần bằng này nữa thì không chở được à, phải đi hai chuyến. Đây anh ôm gạo cho, đưa cái túi bánh được không, anh cầm nữa cho hả, cầm đây anh cầm thịt cho cắp cái cắp lợn con. Tám chín giờ sáng mà nắng như 1-2 giờ chiều. Mùa này thì thu ngô thì tốt nhỉ Vương nhỉ, thu ngô xong là trời nắng này phơi nhanh khô. Lần trước Phèng nhớ có lần là Phèng với là đội chị Mai Yên Bái đi qua đây là vặt dưa nhà anh Hồng ở hai bên đường này, dưa mèo. Bây giờ thì hết rồi, bây giờ đang cũng hết bí nữa. Bí bây giờ còn quả nào thì họ để già làm giống thôi. Ở trong này rất là nhiều nghệ nha các bác này. Nghệ này nghệ đen đúng không hả? Hay là vàng đây? Nghệ đen đúng không? Nghệ đen này, với cả dưới ở khe núi kìa. Ở bên chỗ ruộng nhà anh Hồng ấy, ở dưới đây có cực kỳ nhiều là chuối. Chuẩn bị cho khai thác chuối được rồi các bác. Lấy chuối phơi khô. Giờ ông ngài không ở nhà thì đúng nè. Chip vào hải. Đấy, máy quá. Ai da. Mấy đại ca sới chỗ này làm gì đây? Để tăng gia sản xuất trồng cấy gì đây? Đây, máy quá mở cửa. Đâu, từ. Ôi, như người rừng này. Nhìn thương không các bác, nóng không có điện không có quạt. Nào dậy nào, hò rú to kêu phao ta vượt qua đèo. Ông nhớ Phèng, ông mặc áo vào đi, ông mặc áo vào, bảo ông mặc áo vào cho đẹp. Nhìn ông toàn xương người. Ở trên này không có điện nên là không có quạt, để này cho mát. Không có ai lên thăm là ông cứ mặc mỗi quần đùi. Nhưng mà đeo tất nhà, quanh năm suốt tháng là ông đeo tất. Tất hai lớp luôn. Ấy dù. Ở đâu? Ờ. Một hai cái thôi. Bảo ông là cười đi, ông cứ mặc áo đi. Nát cho luôn à. Mặc áo vào xong là làm hộp sữa cho mát. Xấu hổ.
Ui. Bảo là nóng nóng cũng muốn mặc. Thế, nhưng mà mặc một tí vào cho đẹp. Người ông nhìn như ở vận động viên thể hình. Còn toàn xương rồi các bác. Đây khăn mặt này. Chỗ này dầu ăn thì có rất nhiều, chắc hôm trước là ước mang lên cho đây. Còn hẳn 2 chai, 3 chai cơ. Đấy, 3 đũa thì chắc cũng không có khách nên không dùng đến. Đây. Xem là ông có gì nào. Ai ô, không có gì cả. Ai ô, không có gì nữa. Vương ơi, em hộ anh rửa cái này đi cái. Để xào cái thịt này đi. Mình hộ ông thôi. Ông quần áo đẹp quá. Hôm trước mẹ Vương lên đây, mẹ Vương cũng giúp mà rửa xong nồi với cả xào thịt. À có trứng, nhưng mà ông không biết là rán kiểu gì mà chắc không có mỡ. Để cộng cho cơm này các bạn. Lục, à vẫn còn nóng. Đấy, còn nóng. Cơm nhưng mà nấu sắp thành cháo rồi. Đấy. Ông phải đầu tiên phải cứ phải làm hộp sữa đã cho mát. Phèng là mua cho ông là cứ phải thùng sữa này. Vương giúp anh ấy nhá, rửa mặt lấy trong mặt bây giờ. Ui giời, phải làm hộp sữa cho mát ông nhỉ? Hả? Để con bóc cho, ông ngồi đây đi. Ông ngồi đây. Mi nhựa bóc cho. Giống như mình ấy háo nước các bác ạ. Suốt ngày uống nước lọc thôi. Ông là cũng phải hộp sữa, xong có hôm làm 2 hộp sữa luôn. Ông ngồi đây này. Ông ngồi đây à? Cầm 2 tay này. Đây. Đây này. Cầm, ông cầm đây. Cầm như này, cầm như phèng phèng. Ông nó chào. Ý các bác. Hôm nay đây là mát đến ruột luôn. Ôi trời. Ông uống làm con cũng theo. Ôi, vương thổi bụi quá. Vương là càng lớn càng nhìn giống bố, giống anh Hồng. Không biết là hôm trước ai cắt tóc cho ông đây? À thế à. May ở trên này là có anh Hồng thường xuyên quan tâm các bác ạ. Ơ gà rừng à? Tê à? Gà tre. À gà tre nhà em à. Đấy ông còn đang phải nghiên cứu xem là trong này có cái gì nữa. Ông bỏ con. Ấy. Hai người cùng kéo này thì không mở được đây. Ấy ô. Phải thế này mà. Đấy. Cái này thì mềm mà. Đấy. Cứ tưởng gà tre. Đây được rồi, cái này. Vương kiếm cho anh cái thìa. Hả? Có. Cái này này, cái em đang đảo thịt đi. Như thế. Ừ, nhưng mà em phải đi rửa đi. À, còn xem nào. Vẫn còn. Như này đấy, cú vương nó vừa ấy bụi hết lên đầu rồi. Một mình ở sống ở trên này ốm, nhiều lúc ốm đau bệnh tật là không biết đường nào đâu. Bóc của anh cái bánh là một hộp này là đầy hết rồi.
Farmy này tốt cho sức khỏe người lớn tuổi này, tăng cường sức đề kháng và bệnh về xương. Đấy. Người già là cứ thích cái bánh này. Trẻ con là có tí tương ớt nữa cơ, nhưng mà ông không cần. Ấy không có răng này. dễ nhai. Ở trong này là họ không làm bánh này đâu đúng không em? Trong này. Ừ. Có không? Có. Ở trong xã này à? Ờ. Ông ác đấy, làm một cái 3 tấc luôn, à, 2 tấc luôn. Nhìn rất là thể thao. Nóng lắm các bác ạ. Các bác nhìn là cu em Vương này. Ôi. Mồ hôi một cái nhễ nhại ra. Trên em còn mát hơn, ở dưới xa nó càng nóng hơn. Chỗ anh để xe đúng không? Ừ. Dưới xa, dưới bản đầu ấy. Tính ra là ở ông ngài ở một mình ấy, ông ở thế thôi nhưng mà còn sạch đấy, sạch sẽ hơn bên nhà bà dở đấy. Bên nhà bà dở, một là bà dở là không ý thức được quần áo mặt mũi, giày dép, nói chung là mọi thứ rất là bẩn. Thứ hai là có đứa con nhỏ nữa, cũng nó cũng nghịch, cũng bẩn. Thứ ba là thêm anh Phúc nữa thì càng bẩn hơn. Anh thực sự các bác đã lên nhà ông ngài này, Phen có thể ăn cơm một cách thoải mái. Nhưng mà sang nhà cô dở là nhiều lúc là Phen cũng đôi khi là ăn cơm là cũng phải dè chừng ấy, bởi vì anh Phúc anh ấy bệnh nào ấy, anh ấy hò khụ, anh cứ ho thẳng vào mặt mình, sợ lắm. Đấy, với cả nhiều lúc là bà dở ấy. Có mỗi bà máy rồi ấy, cô dở thì là dở không nói, bà máy thì dọn suốt ngày dọn. Các bác trên kênh cũng quan tâm khá nhiều ông ngài. Bây giờ là ông còn sức khỏe, nhưng mà vài năm nữa không biết là sức khỏe kém thì lại nhờ đến xã hội rồi, nhờ đến bà con này. Anh em và Phen Phen với anh Thắng với ước là phải duy trì để ông có cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ ngày mà không có anh Thắng với ở sau đó là Phen với ước vào thì ông vất vả lắm, một mình nùi thùi ở tít trên hang đá. Mà ông không có soi bãi ở gần đây đâu, không có lương ở đây đâu. Tít trên gần đán dầu 2 đấy, Vương nhỉ? Đấy, lấy được bao ngô về đây, vất vả lắm. Phen mua là thịt là 2 cân này, 2kg này, 130.000 một cân. Là 260.000. 260.000 mấy cả những cái... đồ gạo mì các thứ đấy, cá hộp các thứ đấy Phen đã cho các bác à, quay đoạn đầu các bác đã thấy rồi là 788.000 với cả 260.000 là 1.400.000 ấy, là hết hơn 1.000.000 các bác nhé. Thịt này để em Vương em xào lên, sau đó là em để nguội, sau đó là ông sẽ để tự ăn dần. Còn đây là các bác sữa này, gạo này, bánh kẹo với cả cá hộp. Thịt hộp, cá hộp đây các bác, rất là nhiều. À đây có một bánh xà phòng này. Cái cá hộp này thì bảo ông không biết ăn rồi. Vương cũng thi thoảng lên bảo ông dần. Bảo ông cái này để rửa tay. Không ăn được đâu, ăn được là xui bọt bọt lên đấy. Ông chén một cái bánh này với cả một hộp sữa là no rồi. Tí có thể làm thêm hộp sữa. Hết rồi. Bánh này không mua được nhiều các bác ạ. Đấy, ví dụ ngày ăn 1-2 cái thôi. Nếu mà để sang ngày hôm sau thì nó bị hỏng hết. Vừa nãy ông ăn gần hết, ông ra tín hiệu là cho ông hộp nữa. Vương bóc cho anh Vương.
chở cá hộp này, gạo này, với cả thùng sữa Farmy này. Những thứ này nó nặng lắm. Cẩn thận ông ấy bóp. Ôi cẩn thận. Minh Nhu à? Bóp chào chào chào. Ấy, mát chưa? Sữa Farmy này để tủ lạnh nữa thì tuyệt vời các bác. Ông đi từ đây đến bãi chắc phải mất cả hơn tiếng ấy nhỉ, đến không? Được, đến. Thế mà ông vẫn còn vác được những thanh gỗ tít trên đỉnh đồi về, gùi ngô về. Củi dưới này cháy, không cháy, không có than. Kiểu củi ở dưới này đốt một tí là nó đã cháy hết rồi, không chắc. Những cái khúc củi này các bác nhìn thấy đâu nha, nhưng mà củi chắc lắm. Nên là vác từ trên cao về mà củi chắc đồng nghĩa với cái việc là nó rất là nặng. Ông thì công cụ lao động rất nhiều. Dao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái liền. Rất là nhiều. Đợi ông uống xong trêu ông. Vương bảo ông có đi vào máy chơi không? Ông rất thích đi vào máy chơi nha. Ông nói thế là nó, ông cần không thích vào máy ấy. Ông trêu vào máy à? Mù máy à? Mù máy? Mù tua máy à? Thằng này náo thật, mày dám rủ ông đi tán gái à? Hả? Chín chưa? Nếu mà chín em để lên trên góc kia để cho nó ấy, cho nó nguội em ạ. Đấy, cứ 2 cân thịt rang, 10 hộp cá khô nữa, cái kia ăn được 5-7 ngày rồi. Đấy, cá khô nữa thì được nửa tháng đảm bảo. Hỏi ông là đi có đi bằng máy chơi không? Có bằng một tuần trả lo. Ông cười. Ôi trời, răng. Hỏi ông răng đi đâu hết rồi? Răng. Cái đó còn nêu từ ta à? Ông răng đi sơ tán hết rồi. Bây giờ bảo Mi Nhỏ đi mà bà máy đây, ông có đi không? Tôi Mi Nhỏ hơi một toàn bò vãng có vùng to. Mai về ông đây mà. Mua cam nhưng mà lo nó. Ông bảo gì? Ông bảo vóc giúp ông một cái bánh nhá. Em bánh nhá. Này, quá đảm bảo sức khỏe rồi. Vương hỏi ông là chiều ông đi đâu không? Ít chùa lì chùa có phòng mua quá chiều. Hả? Ít chùa có phòng mua quá chiều. Ông bảo gì? Em cũng nghe không hiểu. Ông bảo là 100 cái thùng này, 200 cái hộp sữa ta mới lấy ra. À, thế là ông cũng biết. Có Linh cẩu xì à? 100 nghìn là gì? 100 nghìn là gì? Ít bụt chì à? Có lần sau Tết ấy các bác, từ Tết sau đó là phải hơn 2 tháng Phèng mới quay lại gặp thăm ông, xem tình hình sức khỏe ông như nào, thì ông dặn
không phải giận mà ông nhớ Phang quá. Ông bảo là lâu không về ông nhớ, nhớ lắm. Phang vừa về là ông vui. Vương bảo ông là đồ của ông đấy nhá. Thì ông ăn từ từ nhá. Xong là ông cứ yên tâm là thi thoảng là mi nhỏ lại nên. Phang phang lại nên thăm ông. Tụi mình nhỏ thì cho con mặn nọ nó. Chuyện đêm thì ở bên nó tụi mình nhỏ mà đã tốt sâu con nó. Bảo bây giờ phang phang đi sang nhà bà máy thăm người yêu của ông. Chứ tụi mình nhỏ dùng toàn bố bà tranh nó nó. Phải viên dịch chuẩn nhá, là bảo đi thăm người yêu của ông nhá. Ông yên tâm. Đi thăm thăm người yêu của ông. Ô, sang đây cho bà người yêu của ông cũng gạo mi. Một sao có tụt luồng gạo nó lù. Mi nhỏ đi đây. Con đi nhá. Ông ăn đồ ăn đi nhá. Cái này để bảo ông này, cái này lúc nữa chiều là ăn thôi, không nào để mai nó hỏng nhá. Bánh này để đây. Biết rồi. Ừ. Rồi sữa uống thoải mái đi, ông uống cho khỏe nhá. Ừ. Con đi đây. Ông bảo là vẫn như xem người yêu bên kia. Người yêu của ông dạo này xinh gái lắm. Bảo người yêu dạo này đẹp lắm. Đẹp lắm rồi. Nào có thời gian dẫn ông sang chơi nhỉ. Rồi con đi đây. Một chế à, mi nhỏ một chế à. Dạ mù bữa. Dạ mù bữa. Mi nhỏ mù chế à. Đi. Con đi đây. Cứ lên là gặp ông là vui cười như thế nào, Phang yên tâm rồi. Con chào ông nhá. Đấy, ừ. Đấy, các bác ạ. Bởi vì một người già không nơi nương tựa, lại ở một mình trong cái khu này, các bác không biết ở trên này cao lắm, ở cái lều này thôi, mà không được mọi người xã hội quan tâm thì ông không biết là cuộc sống của ông sẽ thế nào. Phang cũng trân trọng cảm ơn là cô Hằng này, chú Chiêm này, cảm ơn cô A Linh nữa, các cô chú đều ở Mỹ hết, ở nước ngoài hết, gửi về cho Phang. Phang trân trọng cảm ơn các cô chú, chúc các cô chú thật nhiều sức khỏe, chúc cô chú thật nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống để chia sẻ về đồng bào vùng cao Hòa Giang của Phang Phang là nhiều hơn nữa, để giúp cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trân trọng cảm ơn cô chú rất là nhiều. Giờ video của Phang này thăm ông ngài đến đây kết thúc. Tiếp tục hành trình của Phang là đi sang thăm nhà mà bên bà dở, cô dở bà máy. Đấy, sang bên đấy thì xem là không biết là ăn ở như thế nào. Hôm trước là cô A Linh, chú Chiêm và cô Hằng nữa cũng có gửi về là bên đấy là 2 triệu. 2 triệu là mua quần áo, 1 triệu thì Phang mua quần áo cho cô dở và con cô dở. Đấy, còn đâu mua thực phẩm, mắm muối, thực phẩm giống như ông ngài này. Sang quay video chia sẻ với các bác. Kính mong các bác xem và theo dõi hành trình của Phang đi sang thăm cô dở ở video tiếp theo. Giờ Phang xin chào, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.